báo 7 sai lầm chết người khi ăn chuối. Chuối là loại hoa quả phổ biến, thường có trong mỗi gia đình vì chúng giàu dinh dưỡng và khá rẻ tiền. Thế nhưng bạn cần phải tránh những sai lầm dưới đây. Lợi ích dinh dưỡng của quả chuối. Chuối là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trong 100g thịt chuối chứa các chất như 92 kcal, 1,03g protein, 396mg kali, 1mg natri, 6mg canxi, 0,31mg sắt, 29mg magie, 20mg phosphor, 0,16mg kẽm, 0,104mg đồng, 0,152mg mangan, 1,1mg seli, 9,1mg vitamin C, 0,45mg thiamin, 0,1mg riboflavin và nhiều dưỡng chất khác. Ngoài ra, chuối chín có thể tạo ra chất chống oxy hóa và ung thư. Những quả chuối thật chín với nhiều đốm đen xuất hiện trên toàn bộ bề mặt sẽ sản xuất ra một chất gọi là TNF, có khả năng chống lại các tế bào bất thường. Nghiên cứu chỉ ra rằng các đốm xuất hiện càng nhiều và càng đen chừng nào thì khả năng chống ung thư càng cao. Hơn nữa, vỏ chuối vàng sậm với nhiều đốm đen sẽ có tác dụng gấp 8 lần trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể so với loại chuối còn xanh với vỏ màu xanh lá cây. Ăn quá nhiều chuối một ngày. Chuối là loại quả có chứa hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin dồi dào, phong phú, có thể làm da dẻ mềm mại, mắt sáng, tinh lực tràn đầy, kéo dài tuổi thọ và phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều chuối, lượng vitamin B6 từ chối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều. Điều này gây ra tình trạng quá liều, tổn hại đến sức khỏe. Nếu ăn nhiều chuối trong một thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với triệu chứng tăng kali máu. Theo đó, bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Thậm chí nếu ăn nhiều chuối một thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với triệu chứng tăng kali máu làm suy yếu cơ, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời. Ai cũng ăn được chuối. Thực tế có rất nhiều người cần phải hạn chế ăn chuối. Cụ thể với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu và tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói. Vì khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc đau bụng. Những người bị táo bón, tiêu chảy cũng hạn chế ăn. Bởi vì nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng, thông tiện. Nên có một số người bị táo bón thường xuyên ăn chuối. Nhưng chuối không giải quyết được chứng táo bón mà ngược lại còn khiến táo bón nặng hơn. Người bị bệnh thận, đau đầu, tiểu đường, tim mạch cũng cần hạn chế ăn chuối. Tương tự, người đang bị tiêu chảy cũng không nên ăn chuối bởi lượng xơ mềm và chất oligosaccharide giúp nhuận tràng. Chất này sẽ làm cho bệnh nặng hơn. Những bệnh tuyệt đối không nên ăn chuối. Chuối là loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, một số bệnh dưới đây nên kiêng ăn lại trái cây này. Bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không ăn chuối vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu, có thể khiến cho tuần hoàn máu giảm xuống chậm, việc trao đổi chất kém khiến cho bệnh tình nặng thêm. Bệnh thận. Người mắc bệnh thận nên tránh ăn chuối vì chuối có hàm lượng natri cao, ăn chuối thường xuyên có thể gây ra gánh nặng cho thận, gây bệnh viêm thận cấp hoặc mãn tính. Ngoài ra, chuối có hàm lượng kali cao, ăn quá nhiều kali có thể gây hại cho những người bị tổn thương thận. Nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư thừa trong máu, người bệnh có thể tử vong. Bệnh đau đầu. Theo website iFood, trong chuối chứa tyramin, phenethylamin và axit amin có thể làm giãn mạch máu và làm tăng lưu lượng máu lên não, khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Người mệt mỏi không nên ăn chuối. Theo nhà dinh dưỡng học San Diego, Mỹ, Laura Flore, hàm lượng magie trong chuối có tác dụng giãn cơ bắp, nhưng nó lại trở thành phản tác dụng nếu cơ thể đang mệt mỏi, lơ mơ. Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày? Đối với những người khỏe mạnh thì việc tiêu thụ quá nhiều chuối mỗi ngày cũng sẽ không có lợi cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu Anh và Italy đã phát hiện ra rằng ăn 3 quả chuối mỗi ngày sẽ giúp cắt giảm nguy cơ đột quỵ. Theo tạp chí Daily Mail, hồi năm 2012, các nghiên cứu phát hiện thấy rằng hàng nghìn cơn đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm giàu kali như rau bina,
các loại hạt, cá, sữa, chuối và đậu lăng. Trung bình một quả chuối chứa khoảng 500 mg kali. Do vậy nên tiêu thụ 3 quả chuối mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp và kiểm soát sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo nếu nạp vào cơ thể hàng chục quả chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Bạn vừa xem xong video cảnh báo 7 sai lầm chết người khi ăn chuối. Bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và share thật nhiều người. Và đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Nhận Biết Bệnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.